Kỳ chuyển nhượng hè năm nay đã có nhiều đồn đoán về việc tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức sẽ chia tay thể công Việt theo sau khi đáo hạn hợp đồng. Nguyên nhân đến từ việc đội bóng áo lính đang gặp phải khó khăn kinh tế và nhiều khả năng sẽ không thể giữ chân đương kim quả bóng vàng Việt Nam. Trong bối cảnh đó, đã có nhiều đội bóng khác nhau được liên kết chuyển nhượng với Hoàng Đức, nổi bật có Nam Định, câu lạc bộ Công an Hà Nội và thậm chí cả câu lạc bộ đang chơi ở giải hạng nhất, thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, câu lạc bộ công an Hà Nội đang nổi bật lên là ứng viên số 1 để chiêu mộ trụ cột thể công Việt theo khi họ đang không ngừng bổ sung những tân binh chất lượng và thêm vào đó. Hoàng Đức mới đây cũng đã được xác nhận đã đến sân hàng đẫy để theo dõi trận đấu giữa thầy trò huấn luyện viên Mano Ponking và Buriram United trong khuôn khổ cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á. Tiền vệ 26 tuổi cũng chú ý đội mũ và mang khẩu trang nhằm hạn chế để người hâm mộ nhận ra mình. Dù vậy, với động thái nói trên, không loại trừ khả năng hoàng đức đang ngầm theo dõi đội bóng mới và có thể trở thành tân binh của câu lạc bộ công an hà nội trong tương lai không xa